Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn một cuốn sách mình yêu thích nhất mẹ mình đã tặng cho mình nhân ngày sinh nhật. Cuốn sách này có tên là Con sẽ làm được, theo tác giả Lee Jong Hoon, minh họa Bae Song Jun, Hà Phương là người dịch. Tớ đã tìm ra những thói xấu và có những điều chiêu để dựa những thói xấu này. Các cậu hãy cùng tớ đọc câu chuyện này nhé. Như các cậu đã thấy, ở trong đây có 8 mục. Mục thứ nhất, ông nội máy bay. Mục thứ hai, con ứ chơi với ông nội nữa. Mục thứ ba là cậu bé chuột tuổi. Mục thứ bốn, bài tập nhóm. Mục thứ năm, về thăm ông nội. Mục thứ sáu, trở thành mẹ vịt. Và cuối cùng là con có thể làm, thể tự làm một mình. Trong khi các cậu nhìn thấy mục lục này thì các cậu biết ở đây có 4 người, 4 nhân vật: cậu bé, ông và mẹ, bố. Như các cậu đã thấy đây, cậu bé này được nuông chiều từ bé, không bao giờ tự làm mọi việc hết, luôn luôn dựa dẫm vào những người khác. Khi cậu lớn lên, không còn ai chăm chút cho cậu nữa, cậu liền không biết dựa dẫm vào ai. Nên ở lớp các bạn thường trêu ghẹo đặt ra một cái biệt danh cho cậu là cậu bé chuột tuổi. Một hôm cô ra bài tập nhóm, cậu không biết làm, cậu về hỏi mẹ. Mẹ bảo mẹ đã quá mệt mỏi rồi. Mẹ nói con phải tự làm mọi việc đi chứ, đừng dựa dẫm vào người khác nữa. Nhưng cậu bé vẫn lầm lì lì đi vào trong phòng. Một hôm bố mẹ gửi về quê để cậu bé học hỏi, ông bảo sẽ hay là cậu bé này hãy đóng giả thành mẹ vịt đi. Khi cậu đóng giả thành vịt thì cậu không có thể cho vịt ăn được, ông liền ra đưa cho cậu ăn. Tự dưng ông ngã một cái đau. Cậu bé hốt hoảng ra vườn, thấy ông đang ngồi đau, suýt xoa ông rồi xin lỗi ông, giúp ông về nhà, rồi làm những chuyện lặt vặt như gánh nước cho vịt, lấy thức ăn cho vịt và làm những việc lặt vặt. Khi bố mẹ cậu đi công việc về, thấy cậu bé đã tự lập được, ông vui mừng không nước mắt. Các bạn và các cậu bé nhỏ, cậu bố giận mẹ bạn rất vui. Lúc đó các bạn bạn này mới cảm thấy tự lập thật là thoải mái. Khi đi học, bạn đã nhận lời để đọc, nên cậu bé này đã nhảy được ra túi mẹ rồi. Các cậu thấy không nào? Mình tự lập vẫn tốt hơn dựa dẫm vào các bố mẹ. Phụ thuộc vào bố mẹ quá sẽ không làm những việc lớn, dù những việc nhỏ nhất mình cũng phải nhờ đến bố mẹ. Thôi, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn.